Rồi, sư họ là tiểu phẩm trời, có tiểu phẩm đâu trời. Cái này là mấy cái tình huống rất dễ xảy ra nha. Đúng rồi, trời. Tình huống này là xảy ra hàng ngày nhá. Tôi cũng tiểu phẩm như đúng rồi. Không có filter nha bạn ơi. Tiểu phẩm một chút xíu đi. Rồi, đây là màu gì đây? Ê, nãy giờ tôi tán rất nhanh nha, không phải tôi chuyên nghiệp đâu nha, mà tại vì cái màu rất là dễ đánh nè mọi người. Màu này là màu gì đây? Màu cam gì? Đó. Cam nâu đất. Cam nâu đất nha, cam nâu đất nha. Màu này cũng đẹp nha trời. Ừ, ok, nó cũng không khác với cái màu cam kia bao nhiêu. Cái màu cam này, màu hồng này hợp với tông da ngâm trung bình trở xuống luôn nè. Rất dễ da tán. Da ngâm với trung bình ngâm là ok nè. Rất dễ tán nha. Tại vì nó tối hơn cái màu kia. Đúng rồi, tại vì mấy cái màu này là phù hợp với da châu Á mọi người. Nhưng mà màu này là màu xe nắng đó, đúng không? Màu xe nắng gì? Xe nắng. Xe nắng đó. Là một ánh nắng khi em chìm vào cơn say. Với nụ cười sáng trong cho lòng người. Sao xe nắng á? Rồi. Thế rồi thì như chị là mặt trời ấy, xe nắng hết kia rồi. Anh chị phải xe nắng nhưng mà xe. Trời ơi, nghe cái này sao tự nhiên, cái tự nhiên sao xuyến gì trời. Trời ơi, con chó quá. Đang nói chị ơi. Em tự nhiên nhớ lại hồi xưa xưng chị em quá gì trời. Không giờ xưng lại. Cái này là không có xài filter mà.